Việt Nam yêu cầu thực hiện nhận dạng khuôn mặt để thanh toán kỹ thuật số. Thân mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh TOV. Kính thưa quý vị, an ninh và quyền riêng tư đang là vấn đề khi Việt Nam triển khai công nghệ sinh trắc học. Theo Nikkei Asia, tại Việt Nam những người mua máy tính xách tay hoặc trả tiền, thuê nhà hiện phải sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, nơi các quy tắc thanh toán mới đang đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư và bảo mật. Việt Nam bắt đầu yêu cầu dữ liệu sinh trắc học vào thứ Hai, ngày 1 tháng 7 năm 2024 đối với bất kỳ giao dịch kỹ thuật số nào từ 10 triệu đồng, tương đương khoảng 390 đô la trở lên khi được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Để hoàn tất giao dịch chuyển tiền, người dùng sẽ phải quét khuôn mặt của họ thông qua các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh. Đó là sự tiện lợi cho khách hàng. Vũ Tùng, giám đốc sản phẩm tại công ty con Green Note của VNG, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Các hoạt động kinh doanh của công ty khởi nghiệp này bao gồm game, dịch vụ nhắn tin và trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả việc cung cấp phần mềm công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho hàng chục ngân hàng. Ông Tùng cho biết sự tiện lợi của công nghệ ảo đã được chứng minh trong đại dịch, khi lệnh phong tỏa khiến mọi người không thể đến các phòng giao dịch của các ngân hàng để thực hiện các dịch vụ như kiểm tra thông tin khách hàng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết quy định này nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán bằng thẻ ngân hàng, bao gồm cả ví điện tử. Nhưng các nhà hoạt động trên Internet đã đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc thu thập hàng loạt dữ liệu cá nhân. Điều này sẽ tạo ra lỗ hổng cho việc tấn công mạng của tội phạm mạng hoặc rò rỉ thông tin cá nhân. Gunder Bằng Gia Manh, nhà vận động ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương tại nhóm dân quyền kỹ thuật số Access Now, chia sẻ với báo chí rằng yêu cầu dữ liệu sinh trắc học khi thanh toán kỹ thuật số là một động thái nguy hiểm đối với Việt Nam, vì thực tế là Việt Nam được báo cáo là phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công mạng nhất Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia. Những tác hại từ việc vi phạm thông tin sinh trắc học là không thể khắc phục được đối với người dùng và hệ sinh thái. Công ty an ninh mạng Kaspersky cho biết tên miền .vn của Việt Nam là một trong năm tên miền dễ bị phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu nhất thế giới vào năm 2023. Việt Nam đã số hóa thông tin của công dân, bao gồm dữ liệu nhận dạng, khi xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và đưa nhiều dịch vụ hơn lên trực tuyến, từ xử lý biên bản phạt vi phạm giao thông đến thu phí bảo hiểm xã hội. Người dân không được phép từ chối các quy tắc của ngân hàng. Ở Việt Nam, nơi danh bạ điện thoại được bán với giá rẻ, và người thuê nhà phải đăng ký với cảnh sát địa phương, quyền riêng tư không phải lúc nào cũng được ưu tiên hàng đầu. Viện Công nghệ Stevens cho biết vào năm 2023, Việt Nam xếp thứ tư từ dưới lên trong số các quốc gia đã làm nhiều nhất để cải thiện quyền riêng tư dữ liệu và Internet của công dân. Việt Nam cũng yêu cầu các công ty công nghệ phải lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước trong trường hợp chính phủ yêu cầu truy cập. Ngân hàng Trung ương, đơn vị ban hành quy định mới nói trên, cho biết các bên cho vay phải bảo vệ dữ liệu của khách hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Các ngân hàng tư nhân vẫn đang trong quá trình xác minh chủ tài khoản cho hệ thống mới. Một người dùng Facebook tại Việt Nam cho biết, rõ ràng việc nhận diện khuôn mặt mà các ngân hàng đang triển khai là hữu ích. Khi áp dụng việc này, hầu như bọn lừa đảo qua mạng sẽ làm ăn từ trong nháy nháy không hiệu quả, vì chúng không thể chuyển số tiền trên 10 triệu đồng trên một ngày, từ tài khoản của người khác sang tài khoản của chúng. Vì thế mọi người nên chịu khó thực hiện thao tác xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn của các ngân hàng. Với sự gia tăng của các vụ lừa đảo và gian lận, việc cải thiện bảo mật cho khách hàng là ưu tiên hàng đầu của Timo Jonas Ihot, giám đốc điều hành của ngân hàng số Timo, cho biết trong một lưu ý. Tuy nhiên, khi các ngân hàng triển khai công nghệ này, ban đầu nó có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm ngân hàng số. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã được sử dụng trên toàn thế giới cho những thứ như làm thủ tục hàng không và ví thanh toán Apple Pay và có khả năng sẽ lan rộng ở Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam đã ký một chỉ thị để thúc đẩy du lịch vào tháng 2, yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu công nghệ này như một công cụ để xác minh du khách. Công ty viễn thông quân đội Viettel và tập đoàn công nghệ thông tin FPT là hai trong số các nhà cung cấp dịch vụ này.